Tôi xin quan tâm cho tôi xin quan tâm để hộ ngành quá cho đấy là tôi xin quan tâm cho dạ dạ ơi để anh cho xin quan tâm đi đi đâu này lễ ngày mùng thứ mùng gì đi đi làm gì quá hello chỉ mới mãi nhà này chờ ba đêm đi tìm nơi nuôi nha. À đang làm rồi, đang làm đi. Dĩ lên tiền anh ấy. Không biết tiền. Nói phải tự giác nói đi, để mẹ nhắc chứ. Thôi làm đi, cô im đừng bên nhau à. Đầu á. Thôi làm đi. Bây giờ thả lỏng cũng bắt đầu. Bây giờ có nhau á nó cũng đau mà bình thường nó cũng đau rồi nè, bình thường nó khỏe. Ba đứa nè. Mai cũng là mai đó anh em. Vô đi. Ba có vợ là chưa chị? Ừ. Thôi hai người gộp lại. Một nam con không được chịu họ. Vậy tôi uống nhất. Vậy chỉ tỏ như ra cho. Vậy tôi uống nhất nè. Chưa. Nhưng mà ngồi cô bữa nay xong những khó dữ à.
Cầm hồi nãy nó có lỗ mũi lắm, nhiều lắm đó. Ấm ấm mũi nhiều. Nhớ là từ trước chắc ổng đi em làm á, ổng đi giờ trưa. Ừ. Đánh gồn cũng là dân đầy giờ với đánh gồn á. Mấy bà giáo viên trường thương mại chị giàu không á, mấy bà giàu không á, mấy chục triệu trăm triệu chứ vẫn à. Ừ. Mấy cái cây nó tiền á. Giáo viên mấy bà trường chị đi ô tô ấy, mấy bà giàu á. Mấy bà kinh doanh. Lái cho chị hủ kem nha ha. Trăm ha. Chị với chị cách dùng. Nãy nhìn nhiều mà bây giờ đó cũng quay được hơi kém á. Cái nó có màu. Màu nó không đẹp. Vậy này mù mù ra chứ không nó xỉu. Làm im nha, không khỏe hơn nè. Chắc không á. Chắc không nó ngồi. Nhìn đi lần xung xung á, nó cũng phải đứng mấy này. Cháo này nó cũng kéo nhé. Trả của ta cũng nhé. 209 qua rồi. Hôm nay đang cái miếng hiện này. Hiện quá mà.